bọn. Ê, đi 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 mở đi bắt cá thôi nha. Chưa biết được một tập lóc. Rồi bán rồi. Chưa được cái đổi mở thôi. Một tí lên. Để mình đang đi cỏ ấm. Xong rồi nhá, vừa chiên xong bây giờ là lên ăn mừng chiều nay quất được một cặp lóc mọi người, cặp lóc một cặp lóc thật tuyệt vời luôn, mực này nhồi thịt mọi người, đây nhồi thịt đẫm này, rồi sổ gia vị. Còn đây là bột tạt. Chiều nay bắt một cặp lóc phế luôn. Và về hôm bữa rồi. Một cặp cân được 1 cân 2. Thì bắt rất là nhiều. Nên ăn không thể phải bán để lấy tiền sắn nhé. Cái phí thì về cho họ chứ còn cả lóc với cà trê thì bán rẻ, nhà mình bán rẻ rồi, bán 130.000 thì nhà mình chỉ bán 100 thôi, bán xóm nó ăn cái món này mới đẳng cấp, lâu lâu phải ăn này. Thứ bảy đấy, thứ bảy nó dậy bạch tim.